Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 115. Khi hai kiếm quyết đồng thời vận chuyển một chu thiên, khí thế dâng trào trên người Lâm Nhất mới dần được thu lại. Dấu hiệu cả người sắp nổ tung trước đó biến mất, như trở thành một đầm sâu hun hút, lúc trước nóng nảy và cuồng bạo, còn sau đó thì ẩn mình và mạnh mẽ. Theo linh thủy trong tửu trì giảm dần, tu vi của Lâm Nhất cũng tựa như một đóa hoa sen xanh, dần dần tăng lên. Không có dị tượng thiên địa, không có khí thế chấn động đất trời, Lâm Nhất cứ thế đột phá cảnh giới thiên phách trong im lặng. Giác! Chân nguyên đông đặc trong vùng tử phủ biến thành khí hải được diễn hóa từ chân nguyên, chứa đựng lượng chân nguyên gấp mấy lần lúc trước. Có điều diện tích của khí hải hoàn toàn không giống những người vừa đột phá thiên phách, phạm vi rộng tận nghìn trượng. Không gian đó trông giống như một hình thức ban đầu rộng lớn, có thể đoán được sự dồi dào và mênh mông sau này. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất mở mắt, hắn phun ra một hơi khí đục thật dài, khí chất trên người cũng có sự vượt bậc về chất trong im lặng. Hắn ngồi trong ao nước lạnh, trông giống như một viên ngọc xinh đẹp tuyệt vời, ấm áp động lòng người. Thế là đột phá thiên phách rồi à? Lâm Nhất hơi thất vọng. Hắn dừng lại ở bán bộ thiên phách viên mãn đỉnh phong quá lâu, đã đạt đến giới hạn từ khi hai kiếm quyết đột phá. Thăng cấp chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, không hề tồn tại bất cứ bình cảnh nào, có điều đột phá bị động thế này vẫn khiến hắn hơi bất ngờ. Lâm Nhất động tâm niệm, uy áp chân chính thuộc về cảnh giới thiên phách tiểu thành tản ra từ trên người hắn. Chân nguyên bên trong khí hải màu tím xanh ở vùng tử phủ đã cô đọng hơn lúc còn là bán bộ thiên phách rất nhiều. Sự ngưng tụ này tựa như những chiếc đũa giải rác đã bị trói buộc lại với nhau, mang đến thay đổi long trời lở đất. Lâm Nhất có thể cảm nhận được rõ ràng đột phá thế này đã giúp thực lực của hắn tăng lên ít nhất là gấp đôi. Vụt! Lâm Nhất đột nhiên ra tay, sử dụng hỏa vân phần tiên thủ, những hỏa ấn cổ xưa được ngưng tụ ra trong lòng bàn tay. Một cái, hai cái, ba cái, ầm! Trong nháy mắt! Trong tay Lâm Nhất đã ngưng tụ được 8 hỏa ấn màu vàng một cách dễ dàng, hỏa vân phần thiên thủ đã mở cả 8 ấn. Lâm Nhất gạt đi hỏa ấn trên lòng bàn tay, trong mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, dường như lần này thực lực của hắn đã tiến bộ vượt bậc, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc trước ngưng tụ 6 kim ấn đã cảm thấy không dễ dàng, bây giờ lại có thể dễ dàng ngưng tụ ra 8 hỏa ấn màu vàng. Trong mắt Lâm Nhất có tinh quang lóe lên. Hắn động tâm niệm, long viêm màu đen ngưng tụ từ thương long cửu biến xuất hiện trong lòng bàn tay. Thương long chi viêm cũng chỉ lớn khoảng đầu ngón tay, nhưng lại chứa đựng uy năng vô cùng đáng sợ. Trước đó hắn vẫn luôn không tìm ra cách phát huy hoàn toàn thương long chi viêm này, sau khi có được hỏa vân phần thiên thủ thì trong lòng mới có ý tưởng. Có điều chưa mở được 8 ấn, cũng không thể tu luyện võ học này đến tối đa, hắn không dám tùy ý làm bậy. Nhưng bây giờ thì có thể thử xem sao. Hắn vốn không tinh thông ý chí hỏa diễm, nếu thương long chi viêm có thể dung hợp với hỏa vân phần thiên thủ thì cũng sẽ có ích cho hỏa vân phần thiên thủ này. Nghĩ là làm ngay. Lâm Nhất chậm rãi dung hợp thương long chi viêm và hỏa ấn màu vàng, gần như không có chút trở ngại, thương long chi viêm lập tức dung hợp một cách hoàn mỹ với hỏa ấn. Oanh! Hỏa vân phần thiên thủ lập tức có thêm một long uy cuồng bạo hơn. Hỏa ấn màu vàng biến thành hỏa ấn màu đen trông có vẻ càng đáng sợ hơn, lộ ra hơi thở hung ác và cổ xưa. Đúng là có thể làm được. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ mừng rỡ, hắn cảm thấy khá tò mò, nếu dùng hỏa ấn màu đen gọi ra cự thủ phần thiên sẽ là cảnh tượng thế nào? Sẽ có long trảo xuất hiện không? Lúc này, bên ngoài chính điện vang lên tiếng động lại, Lâm Nhất siết chặt lòng bàn tay, hỏa ấn màu đen lập tức biến mất. Vụt, vụt, vụt. Hai bóng người có vẻ nhếch nhác xuất hiện trước hầm rượu, chính là Trần Khung và Tiên Vân Chân. Hai người ở tầng 2 của chính điện tức đến mức nổi trận lôi đình, hơi mất lý trí, tìm thấy một lối đi thì lập tức kéo đến, không ngờ lại gặp phải rất nhiều ma cương, mất rất nhiều sức lực mới có thể đến được tầng 3 của chính điện. Hầm rượu. Thấy rõ cách bày trí ở tầng 3 của chính điện, trước mắt hai người sáng lên, không ngừng đảo mắt nhìn quanh. Ngay sau đó, sắc mặt lần lượt thay đổi. Rượu thần long. Hình như tửu trì kia, là ao hàn ngọc của gia tộc Mạch Thị, trời ạ,
có phải bên trong chứa đựng lửa nghìn năm không? Trần Khung và Tiên Vân Chân nhìn thấy tử trì, cảm nhận khí thế bên trong, đều kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hai người đến đúng lúc thật đấy. Nhưng Lâm Nhất đột nhiên đứng lên từ trong tử trì, nở nụ cười nhìn về phía hai người. Lâm Nhất. Nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Nhất, Trần Khung và Tiên Vân Chân lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng nào đó, vẻ điên cuồng trên mặt thoáng chốc biến mất, trở thành sự bình tĩnh. Đúng thế, rượu trong ao thật sự bị ta lấy đi rồi, lửa nghìn năm à. Cái tên này cũng rất thú vị đó chứ. Lâm Nhất đoán ra suy nghĩ của hai người, cười khẽ nói. Soảng. Pha lê nứt vỡ, ngựa huyết long nhảy ra từ trong tủ đóng kín, tịch thu luôn bầu rượu thần long cuối cùng. Một người một mèo phối hợp rất ăn ý, dọn sạch toàn bộ tầng 3 của chính điện. Trần Khung và Tiên Vân Chân nhìn đến mức trợn tròn mắt, khóe miệng không ngừng giật giật. Chính điện tầng dưới được dọn dẹp sạch sẽ như thế đều là nhờ ơn của con mèo rồng này à? Đúng là quá đáng. Thật sự rất quá đáng. Hai người tức đến mức thân thể run lên, thậm chí còn quên cả viên nổi giận. Đi đây, hẹn gặp lại sau. Lâm Nhất bay lên trời, xoay người đánh một quyền, tạo ra một lỗ thủng lớn trên vách tường vốn đã có khe nứt. Với thực lực của hắn bây giờ, cấm chế còn lại ở lầu bảo tàng hoàn toàn không làm gì được hắn. Vụt! Dưới ánh nhìn của hai người, Lâm Nhất và ngựa huyết long nhanh chóng lao ra ngoài. Muốn đi à? Không dễ dàng thế đâu. Hai người lấy lại tinh thần, phẫn nộ tột cùng, sát khí kiềm nén đã lâu không ngừng bộc phát. Sát khí này quá đáng sợ, khiến lầu bảo tàng không ngừng lảo đảo, hai người đuổi theo nhanh như tia chớp. Trêu chọc hai người họ lâu như thế, bây giờ muốn đi à? Đương nhiên không thể nào. Bên ngoài lầu bảo tàng, di tích Long Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy người nhóm Lâm Nhất đã đi vào khoảng nửa ngày. Nhưng các võ giả của các giới vực lớn bao vây ở xung quanh vẫn mãi không giải tán. Di tích rộng lớn như thế, rất hiếm có một lầu các được bảo tồn hoàn chỉnh thế này, chắc chắn trong đó có chứa đựng bảo vật quý giá. Tiếc là không ai dám đi vào. Chỉ dư âm bởi tử ngục ma quyền của Trần Khung trước đó đã khiến nhiều người chết như thế, võ giả của những giới vực khác ở Nhật Diệu Chi Địa đều vô cùng sợ hãi. Sau khi có thiên tài của giới vực cao cấp đến, gần như không ai dám có ý đồ gì khác nữa. Bây giờ vẫn không chịu đi, ở lại nơi này, đa phần là vì không cam lòng khi thấy Lâm Nhất đi vào, muốn xem thử rốt cuộc hắn có thể sống sót trở ra không. Theo quan điểm của mọi người, Lâm Nhất dám tranh giành bảo vật với thiên tài của giới vực cấp cao thì chỉ có một con đường chết. Nhưng không tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng luôn sẽ thấy khó chịu. Nếu Lâm Nhất chết trong lầu bảo tàng, bọn họ sẽ có chút lý do an ủi cho sự nhút nhát của bản thân. Lòng dạ con người luôn kỳ lạ như thế, nếu như mọi người đều không làm được một chuyện gì đó, thì đương nhiên đều sẽ thấy thoải mái. Nhưng đột nhiên, Lâm Nhất cũng đến từ giới vực cấp thấp lại tranh giành bảo vật với người của giới vực cấp cao. Lâm Nhất làm được chuyện bọn họ muốn làm nhưng không dám làm, đương nhiên lòng dạ sẽ trở nên hơi kỳ lạ. Vù! Trong bầu không khí yên tĩnh, trên tầng 3 của lầu bảo tàng đột nhiên xuất hiện một bóng người nhanh chóng bay ra. Ra ngoài rồi. Có người ra ngoài rồi. Sau khi bóng người xuất hiện, đám đông yên tĩnh lập tức trở nên xôn xao, cũng rất tò mò không biết người ra ngoài đầu tiên sẽ là ai. Là Trần Khung. Hay Tiên Vân Chân. Vụt. Nhưng khi người đó đứng vững dưới đất, khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thì mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt liên tục thay đổi. Lâm Nhất của Huyền Hoàng giới. Sao có thể chứ? Không ngờ hắn lại có thể sống sót trong tay Tiên Vân Chân và Trần Khung, rốt cuộc sao hắn làm được vậy? Mọi người đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ở di tích Long Thành này, không nói đến những yêu nghiệt giới vực cấp cao đứng trong 10 vị trí đầu bảng thương long như Phong Vô Kỵ, Mạc Hàn, chỉ một thiên tài của giới vực cấp cao đã có thể hoành hành tứ phương rồi. Cường giả của giới vực cấp trung ở Nhất Diệu Chi Địa hoàn toàn không có chút năng lực đánh trả. Thiên tài của giới vực cấp cao cũng giống như ma quỷ vậy,
để lại một bóng ma tâm lý khá đáng sợ trong lòng mọi người. Nhưng bây giờ Lâm Nhất còn sống sờ sờ ra ngoài đã phá vỡ hình tượng vô địch của giới vực cấp cao, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vụt! Lúc mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi, lại có hai bóng người đi ra từ trong lầu bảo tàng. Trần Khung và Tiên Vân Chân đuổi sát theo sau, chặn đường Lâm Nhất. Tiểu tử ngươi lấy sạch bảo vật ở lầu bảo tàng mà còn muốn chuồn đi à? Chạy cũng nhanh đấy, ngươi nghĩ mình thoát được sao? Nhìn thấy Lâm Nhất, hai người lập tức không thể kiềm chế được sát khí trên người, chân nguyên điên cuồng dao động trong cơ thể. Uy thế đáng sợ tản ra từ trên người cả hai, khí thế vô cùng kinh khủng. Lấy sạch. Mọi người ở phía xa nghe thấy lời của Trần Khung và Tiên Vân Chân đều tỏ vẻ khiếp sợ, không ngờ Lâm Nhất lại lấy sạch bảo vật trong lầu bảo tàng. Chẳng trách sát khí trên người Trần Khung và Tiên Vân Chân này lại đáng sợ như thế. Lâm Nhất này không sợ chết à? Mọi người đều hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nổi da gà. Tranh giành bảo vật với thiên tài của giới vực cấp cao thì thôi đi, lại còn lấy sạch tất cả bảo vật trong lầu bảo tàng. Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng Trần Khung và Tiên Vân Chân sẽ mất hết mặt mũi. Hai vị đúng là nhớ nhung tại hại, có điều, bảo vật trong lầu bảo tàng đều là vật vô chủ, đừng nói như ta lấy đi đồ của các ngươi như thế. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn Trần Khung và Tiên Chân Nhân đang tỏ thái độ hùng hổ, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Hai người này đúng là dai như đỉa, đầu tiên là Trần Khung, sau đó thì đến Tiên Vân Chân. Người trước muốn thăm dò hắn, nếu không vì hắn có chút thực lực, e rằng đã bị người này đánh chết từ lâu rồi. Còn Tiên Vân Chân thì càng quá đáng hơn, xấu xa bày mưu tính kế với hắn, còn muốn ra oai phủ đầu hắn. Thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm muốn bóp thì bóp à. Trong lúc nói chuyện, một uy áp thiên phách lặng lẽ tản ra từ trên người Lâm Nhất, dễ dàng giải trừ áp lực hai người liên thủ mang đến. Trước khi đột phá thiên phách, Lâm Nhất đã không sợ hai người họ, bây giờ đã đột phá, thực lực tăng mạnh, càng không cần phải để tâm đến hai người họ. Thì ra là đột phá thiên phách rồi, chẳng trách lại to gan như thế, nhưng ngươi vẫn không đủ tư cách ở trước mặt ta đâu. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đưa bảo vật trong lầu ra đây đi. Trần Khung hừ lạnh một tiếng, là người đầu tiên ra tay. Trước đó luận bàn chịu thiệt thòi bới Lâm Nhất, trong lòng Trần Khung vẫn còn cảm thấy vướng mắc. Hôm nay vừa khéo trở mặt, có thể dạy Lâm Nhất một bài học làm người, để hắn biết thiên tài của giới vực cấp cao là tồn tại mà hắn không thể động vào. Bù! Trần Khung bay lên trời, trên người bộc phát ra khí thế hỏa diễm vô cùng nóng bỏng. Nhanh tay tấn công Lâm Nhất. Lúc này, hắn ta hoàn toàn không nương tay, ý chí hỏa diễm nhị phẩm gần như đại thành được hắn ta điều động đến mức tối đa. Hai khí hải lớn đồng thời được sử dụng, chân nguyên đáng sợ dâng trào, khí thế mạnh mẽ trông tựa như một con liệt mã lao ra từ trong mặt trời. Tự tìm đường chết. Lâm Nhất cau mày, trong mắt lóe lên hàn mang ác liệt, bài học trước đó đúng là chưa đủ. Hắn đồng thời điều động hai kiếm quyết, khí hải rộng nghìn trượng ở vùng tử hải bắt đầu sôi trào. Lâm Nhất không chút nghĩ ngợi, lập tức giơ tay đánh ra một quyền để đỡ. Sau khi đột phá thiên phách, hắn cũng muốn thử rốt cuộc chân nguyên có còn chênh lệch với thiên tài của giới vực cấp cao không. Oanh! Quyền mang va vào nhau, mặt đất dưới chân hai người nhanh chóng nứt ra vì dư âm, sau đó ầm ầm nổ tung. Bụi đất tung bay. Vô số đá vụn bay lên dưới dư âm, liên tục dâng cao. Hai người bình tĩnh đối đầu với nhau điên cuồng, kinh khí chấn động khiến mặt đất xuất hiện một vết nứt, chớp mắt đã lan rộng ra mấy nghìn mét. Dưới sự giao đấu của hai người, không gian rộng lớn này như sắp nổ tung. Trong tích tắc, hai người đã đấu với nhau mấy chục quyền, khí thế kinh thiên động địa vô cùng đáng sợ. Trần Khung chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, cánh tay đau nhức, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này sao có thể? Hắn ta là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao đã độ kiếp thiên phách nhất trùng, võ giả thiên phách nhất trùng bình thường khó có thể đỡ nổi một quyền của hắn ta. Trong cùng một cảnh giới, đối với võ giả của những giới vực cấp trung kia, hắn ta không khác gì kẻ địch áp đảo hiếm gặp. Nhưng hôm nay, Lâm Nhất đến từ huyền hoàng giới chỉ mới thăng cấp lên thiên phách,
dưới tình huống không dựa vào kiếm ý mà lại có thể đánh ngang tay với hắn ta, thậm chí còn loáng thoáng chiếm một chút ưu thế. Chết tiệt, rõ ràng trước đó hắn đâu có mạnh như thế. Các võ giả thuộc nhiều giới vực của Nhật Diệu Chi Địa ở phía xa đều trợn tròn mắt. Huyền Hoàng giới là giới vực cấp thấp, nhưng Lâm Nhất lại dùng cảnh giới thiên phách để đánh ngang tay với Trần Khung, hình như còn chiếm ưu thế không nhỏ. Điều này thật vô lý, tất cả mọi người đều chố mắt, hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ta mới làm nóng người thôi đấy. Lâm Nhất cười nhếch mép, dị tượng hoa tử diên nở rộ trên cây thanh tiêu hiện ra sau lưng hắn, đồng thời kiếm ý thông linh đại thành được phóng thích. Leng keng. Tiếng kiếm vang vọng giữa đất trời khiến người ta run sợ, kiếm âm to rõ, chấn động lòng người. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý thông linh, uy lực từ một quyền này của Lâm Nhất mạnh hơn vừa rồi gấp đôi. Bùm. Quyền mang chưa đến. Chỉ với uy áp kiếm ý sáng rực kia đã đánh cho Trần Khung bay ra xa. Răng rắc. Đợi đến khi hắn ta rơi xuống đất, quyền mang của Lâm Nhất đã tới gần, Trần Khung biến sắc, không dám giữ lực nữa, giận dữ hét lên tử ngục ma quyền. Võ kỹ tạo hóa nổi tiếng của giới vực tử dương lại xuất hiện. Thịch thịch thịch. Nhưng võ kỹ được thi triển vội vàng này cũng không hóa giải được quyền mang của Lâm Nhất, hắn ta lùi về sau mấy bước liên tiếp. Sắc mặt trắng bệch. Vèo. Lâm Nhất vừa định đuổi theo thì chợt có một tia trưởng mang lạnh lẽo bắn tới từ phía sau lưng mà không phát ra một tiếng động. Bóng người đột kích như một con rắn độc hung tàn, chỉ đợi Lâm Nhất để lộ sơ hở là lao tới cắn ngay lập tức. Đó chính là Tiên Vân Chân đã âm thầm quan sát thật lâu. Dừng tại đây thôi. Tiên Vân Chân cười ác độc, không cần biết Lâm Nhất mạnh thế nào. Dù sao hắn cũng chỉ mới có tu vi thiên phách. Hắn ta khá tự tin, chỉ cần một trưởng này đánh trúng Lâm Nhất, đối phương không chết thì cũng tàn phế. Phải nói rằng một chiêu này của Tiên Vân Chân tung ra rất đúng thời cơ. Ngay khi Lâm Nhất đứng dậy định đuổi theo Trần Khung, hắn ta lập tức lao tới. Dù Lâm Nhất phản ứng nhanh đến đâu cũng sẽ bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Đến lúc đó Trần Khung tấn công từ phía sau. Trong tình huống bị bao vây cả trước lẫn sau, tình cảnh của Lâm Nhất sẽ trở nên nguy hiểm. Vèo. Lâm Nhất nhanh chóng xoay người, ngay tức khắc đỡ lấy một chưởng này của Tiên Vân Chân. Bùm. Tiếng nổ rung trời lập tức vang vọng bốn phương. Dù Lâm Nhất đã thăng lên thiên phách, khi bị đánh lén, so về chân nguyên cũng thua thiệt khá nhiều. Khí huyết trong cơ thể sao động, lục phủ ngũ tạng sôi trào. May mà hắn đã thi triển kiếm ý, nếu không thì không chỉ đơn giản là ăn chút thiệt thòi từ một trưởng này. Xem ra ngươi đã có thu hoạch khá lớn trong lầu bảo tàng, nhưng để đấu với ta thì ngươi còn non lắm. Tiên Vân Chân cười gằn một tiếng, hắn ta không đợi Lâm Nhất lùi lại đã bắn ra một chiếc xúc tu màu đen được ngưng tụ từ chân nguyên từ lòng bàn tay. Trong nháy mắt nó đã bay lại gần Lâm Nhất, sau đó nhanh chóng quấn quanh cánh tay hắn, nháy mắt đã trói khắp người hắn. SSS. Chiếc xúc tu kia như có sự sống siết chặt Lâm Nhất, nó không chỉ trói chặt người hắn mà còn cắn nuốt chân nguyên trong cơ thể hắn, vừa kỳ lạ và tà ác. Lâm Nhất thi triển Thương Long Cửu Biến, long điện tử điện chuyển động, nhưng sau khi giãy giụa chống lại thì phát hiện chiếc xúc tu đang trói hắn này không chỉ có thể cắn nuốt chân nguyên, thậm chí còn có thể cắn nuốt khí huyết, trái lại càng siết chặt hắn hơn. Ha ha ha. Tiên Vân Chân cười như điên. Sắc mặt dữ tợn, Lâm Nhất, ngươi không biết thủ đoạn của giới vực cấp cao đâu, đây là bí thuật của giới vực vạn mang ta, tù long chi xúc. Chưa kể ngươi chỉ là một thằng ăn hại của giới vực cấp thấp, dù ngươi có là một con rồng, hôm nay cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống, nôn ra hết bảo vật trong lầu bảo tàng cho ta. Ánh mắt của hắn ta vô cùng đáng sợ, sâu trong mắt có lệ khí phun trào. Bí thuật này được coi là át chủ bài tuyệt sát của hắn ta. Nếu không xa vào đường cùng thì sẽ không sử dụng, nhưng lúc này lại không thể không dùng. Phải nói rằng bảo vật trong lầu bảo tàng quá hấp dẫn, rượu ngon của long tộc, đan tinh thần, thiên nhiên hỏa, món nào cũng có thể gây chấn động rất lớn ở giới vực cấp cao. Dù thế nào thì cũng không thể để Lâm Nhất chạy thoát. Tử ngục ma quyền, hạo nhật hoành không. Trần Khung định thần lại, thấy Lâm Nhất bị Tiên Vân Chân giữ chân, trong mắt chợt có ánh sáng bùng lên.
chân nguyên toàn thân phun trào, hai đại khí hải được điều động đến mức cao nhất cùng một lúc, chiêu tuyệt sát của tử ngục ma quyền cũng được thi triển. Nắm đấm tím như ngọn núi cao kia phóng thích huy áp như mặt trời, xiềng xích màu tím quấn quanh một nửa cánh tay đều biến thành những con mãng xà vô cùng dữ tợn. Sát chiêu kinh khủng đánh về phía Lâm Nhất đang bị trói chặt, ngay cả không khí cũng bị uy áp của quyền mang này giam cầm. Không ổn. Các võ giả của nhiều giới vực khác nhau ở Nhật Diệu Chi Địa nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi, Lâm Nhất sắp xong rồi. Nhân tài kiệt xuất của hai giới vực cấp cao bị ép đến bước đường này nên mới tấn công Lâm Nhất, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Đặc biệt là cảnh ban đầu, Lâm Nhất đối đầu với quyền mang của Trần Khung mà còn chiếm ưu thế khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị trói chặt. Kết cục khi đối đầu với giới vực cấp cao lại sắp xuất hiện trước mặt mọi người khiến người ta vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Thực lực của giới vực cấp cao làm người ta hâm mộ thật đấy, bí thuật này đã có thể so sánh với võ học tạo hóa cấp bá chủ thì phải. Nhìn thấy tử ngục ma quyền đánh tới từ phía sau, sắc mặt Lâm Nhất không hề thay đổi, hắn nhìn xúc tu màu đen quấn chặt mình, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đừng nói bí thuật này. Ngay cả võ học tạo hóa thượng phẩm cũng là một sự tồn tại không thể tìm thấy ở giới vực huyền hoàng. Nhưng ở giới vực cấp cao lại chỉ là chuyện bình thường ít gặp. Nghe vậy, Tiên Vân Chân cười khẩy, người muốn hiểu như vậy cũng không sai, đừng trách mình xuất thân quá thấp, nếu muốn trách thì hãy trách ngươi không nên đắc tội Tiên Vân Chân ta đây. Nói xong, chân nguyên của hắn ta phun trào, tù long chi xúc càng siết chặt Lâm Nhất hơn. Vẻ chế nhạo thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn lạnh lùng đáp, vậy ư? Ta chưa bao giờ than vãn về xuất thân của mình, chút thủ đoạn này mà muốn bao vây ta thì ngươi ngây thơ lắm rồi đấy. Chân nguyên và khí lực đều bị bí thuật này trấn áp. Nhưng thế thì sao? Chiêu sát thủ của Lâm Nhất chưa từng là chân nguyên, càng không phải khí lực, hắn chỉ muốn chơi đùa với hai người này thôi. Tưởng hắn chỉ có chút thủ đoạn này ư? Vô chi. Lúc nói, sắc mặt Lâm Nhất cực kỳ âm u, trong cơ thể có tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Thương long bất diệt thương long. Nhát kiếm này có kiếm ý thông linh dung hợp hoàn hảo với uy áp thương long bất diệt, kiếm ý của Lâm Nhất tăng vọt điên cuồng. Vào khoảnh khắc này, xúc tu màu đen đang trói Lâm Nhất đều bị chém nứt, Tiên Vân Chân tái mặt, máu chảy ra từ khóe miệng. Vẻ hoảng sợ lộ ra trong mắt, sắc mặt thay đổi. Chuyện này sao có thể, tại sao hắn lại thoát được bí thuật tù long của hắn ta? Trong sự kinh hãi, ý định rút lui sinh ra trong lòng. Đi được à? Lâm Nhất nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay đối phương, hơn 100 long văn lập tức chảy vào lòng bàn tay. Không đợi đối phương sợ hãi hét lên, Lâm Nhất đã kéo đối phương ném mạnh về phía Trần Khung. Không, không. Không, Trần Khung hoảng sợ, không nghĩ được nhiều, cố gắng rút sát chiêu của mình về lại. Bùm! Hai bóng người va vào nhau giữa không trung, vỡ đầu chảy máu, toàn thân đau đến mức không muốn sống nữa. Hắn đã làm bằng cách nào? Kiếm ý thông linh đại thành đã rất đáng sợ, còn dung hợp với ý chí phong lôi nữa. Không phải ý chí phong lôi, đây là kiếm uy thương long, quái vật, người này là một con quái vật. Dùng kiếm ý thông linh bất diệt chém đứt trói buộc, sau đó nhấc đối phương lên như nhấc đồ chơi, thủ đoạn này khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, vô cùng khiếp sợ. Bùm! Trần Khung và Tiên Vân Chân hộc máu, ngã mạnh xuống đất. Lâm Nhất duỗi tay chân, cơ thể bị tù long chi xúc trói đã bình thường trở lại, chỉ là khí huyết không được thuận cho lắm. Bí thuật này quả thật hơi kỳ lạ, chân nguyên và khí lực đều không thể thoát được. Ngược lại khiến cho nó siết chặt hơn. Nếu thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ bị siết thành mảnh nhỏ, may mà chiêu sát thủ của hắn luôn là kiếm của hắn. Chết tiệt! Trần Khung và Tiên Vân Chân bị đùa cợt giận tái mặt, sau khi đứng dậy lập tức lao về phía Lâm Nhất. Cả hai người đều thôi động khí hải của mình, chân nguyên dồi dào cuốn theo khí thế ngập trời vẫn khiến người ta không dám khinh thường. Đến đúng lúc lắm! Lâm Nhất xòe tay ra, kiếm ý tập trung trên lòng bàn tay, không chút do dự đỡ chiêu. Hai đại kiếm quyết thôi động, kiếm ý thông linh bất diệt biến ra ánh sao ngập trời đều tập trung ở lòng bàn tay.
Tiếng kiếm khiến đất trời rung chuyển, Lâm Nhất bay lên không trung, tung một chưởng về phía hai người. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay, ta đến từ trên trời. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Kiếm thế mênh mông trên lòng bàn tay dễ dàng đâm xuyên tầng lớp uy áp trên người hai người. Đợi đến khi tiên hoa nở rộ, hai người lập tức bị đánh bay ra xa, chân nguyên hộ thể trên người vỡ vụn, tiếp tục hộc ra một búng máu. Trần Khung và Tiên Vân Chân vừa định hợp lực giết Lâm Nhất lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, đồng thời thu chiêu phòng thủ. Lâm Nhất được thế không tha người, hai ngón tay khép lại thành kiếm, thi triển Trần Quang kiếm pháp một cách xuất thần nhập hóa. Dùng ngón tay làm kiếm, không thua kém gì khi dùng táng hoa, thiếu một phần sắc bén, thêm một phần ngông cuồng. Trong kiếm thế mênh mông này, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, khuôn mặt đẹp như yêu tinh lạnh lùng tựa xương, hàng lông mày sắc bén, ngông cuồng giữa không gian này. Keng, keng, keng. Dưới áp lực của kiếm thế này, Trần Khung và Tiên Vân Chân hoàn toàn không thể phát huy tu vi của mình, cả hai như con thuyền cô độc chao đảo sắp đổ giữa mưa to gió lớn. Trong nháy mắt, trên người hai người đã chồng chất vết thương, máu tuôn như suối. Chết tiệt, tại sao kiếm ý này lại đáng sợ như vậy? Hai người kẹt ở trong đó bị hạn chế đủ điều, mạch suy nghĩ chạy nhanh như điện nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra cách ứng phó thích hợp. Sơn hà vạn dặm như hoa nở rộ, giang hà cửu chuyển huyết nhiễm thương khung. Kiếm thế toàn thân Lâm Nhất đột nhiên thay đổi, dấu ấn màu tím trên ấn đường linh hoạt kỳ ảo như yêu. Trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà. Khi hai ngón tay Lâm Nhất khép lại, Trần Quang kiếm pháp dung hợp chín đại dị tượng kiếm phá sơn hà chém ra. Khi kiếm chém ra, một lớp mộng ảo kỳ lạ bao trùm lấy cả đất trời. Phụt! Chân nguyên toàn thân Trần Khung bùng nổ, đại thế của tử ngục ma quyền hoàn toàn bị đánh tan, bị ép phải quỳ xuống dưới kiếm uy này. Đây là một con quái vật. Tiên Vân Chân sợ tới mức mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, ánh mắt chợt lóe. Suy cho cùng thực lực của hắn ta vẫn mạnh hơn Trần Khung một chút, nhân cơ hội khi Lâm Nhất chấn áp Trần Khung, hắn ta vội vàng thoát ra khỏi kiếm thế của đối phương. Trần lão đệ, hôm nay ngươi chịu uất ức tạm nhé, sau này ta sẽ báo thù này giúp ngươi, ta đi trước đây. Vèo, vèo, vèo. Hắn ta lập tức bỏ chạy, không dám ở lại thêm một phút nào. Thằng khốn. Trần Khung khó chịu quỳ dưới đất nhìn thấy cảnh này thì tức giận đến mức chửi ầm lên. Thật đáng sợ, so với đám người Phong Vô Kỵ thì tên này cũng không yếu hơn là bao. Trong giới vực vạn mang, chỉ có đại sư huynh là có đủ thực lực nghiền ép hắn, những người khác không khỏi quá sức. Thù này không dễ báo rồi. Tiên Vân Chân phi thân bỏ chạy một mạch, thậm chí không thèm liếc nhìn Trần Khung lấy một cái, suy nghĩ trong đầu hắn ta như điện xẹt. Tự hỏi ngày sau nên làm thế nào để chờ mình. Nhưng bỗng nhiên, khoảng không trước người hắn ta có một bóng đen bổ nhào đến, ngựa huyết long dường như xuất hiện từ hư không. Nó nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng, con dao găm đen kịt trong tay không một chút lưu tình mà đâm thẳng vào ngực hắn ta. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, Tiên Vân Chân còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị hất mạnh ra sau, hệt như một con diều đứt dây. Khi hắn ta ôm ngực loạng choạng bò dậy thì đột nhiên cảm giác một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với ánh mắt của Lâm Nhất. Ta khuyên người vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn, chớ có ép ta rút kiếm. Giọng Lâm Nhất như tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta có cảm giác rơi vào hầm băng, không dám có hành động mù quáng. Ta khuyên người vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Lời của Lâm Nhất dường như ẩn chứa ma lực vô biên. Hắn vừa nói, Tiên Vân Chân vốn đang lồm cồm bò dậy chợt cảm giác cả người rét lạnh, bởi lẽ hắn ta nhìn thấy được duệ khí khiến bản thân kinh hãi từ sâu trong mắt Lâm Nhất. Trong tình huống còn chưa rút kiếm, duệ khí của hắn đã đáng sợ đến mức như vậy. Thật khó mà tưởng tượng một khi Lâm Nhất chính thức rút kiếm, luồng sát ý sắc bén và ác liệt kia sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Tiên Vân Chân cảm giác vô cùng khó chịu, nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan ra. Khiến hắn ta không dám nhúc nhích. Trần Khung bị kiếm uy chấn nhiếp, phải quỳ sụp xuống, không gượng dậy nổi, nhưng khi thấy cảnh này, hắn ta vô cùng kinh ngạc,
thật không ngờ Tiên Vân Chân lúc nãy còn vứt bỏ hắn ta, vừa chạy vừa kêu gào sẽ báo thù, vậy mà thoáng cái đã bị bắt trở lại, nằm dạp trên mặt đất không dậy nổi, trông rất thê thảm, nếu so thê thảm và chật vật thì chắc chỉ có hơn hắn ta chứ không kém. Một tên quỳ không dậy nổi, một tên nằm bò ra đất không dậy nổi. Hai nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp liên thủ, vậy mà đối mặt với Lâm Nhất lại rơi vào kết cục như vậy. Đằng xa, tất cả võ giả của các giới vực đến từ Nhật Diệu chi địa chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cả bọn choáng đến mức không nói nên lời. Không ai ngờ đến kết cục như vậy, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Hai người này thật sự là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp à? Ta nhìn không lầm chứ, vậy mà lại thua. Sau một thoáng yên tĩnh, bầu không khí như bùng nổ, vô số cảm xúc tuôn trào. Thật khó mà tưởng tượng, cướp đi bảo vật của hai nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp thì cũng thôi đi, lại còn làm nhục đối phương. Trong di tích Long Thành này, nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp là tồn tại tựa như trời, giết người như ngóe, thủ đoạn tàn bạo, không một ai dám tranh giành với bọn họ, đối mặt bọn họ, võ giả Nhật Diệu chi địa gần như bị đổ sát mà không có một chút lực ngăn cản. Nếu không có Lâm Nhất ở đây, thậm chí đứng từ xa quan sát, bọn họ cũng không có can đảm nữa là. Lâm Nhất, dừng lại đây thôi. Chỉ cần ngươi thả ta đi, giới vực Tử Dương tuyệt đối không tìm đến ngươi gây rối. Cùng lắm đây chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, ta có thể cam đoan không truy cứu việc này nữa. Trần Khung đang quỳ một chân trên mặt đất tỏ vẻ do dự, một lát sau, dường như đã có quyết định, hắn ta cắn răng nói. Đối với hắn ta, việc này vô cùng nhục nhã, vì muốn đối phương buông tha, hắn ta đành phải làm ra một quyết định cực kỳ gian nan như vậy. Dừng lại đi, dù sao tất cả bảo vật trong lầu bảo tàng đều bị ngươi lấy đi, ta có thể thề, giới vực vạn mang cũng sẽ không tìm đến ngươi, từ nay về sau, việc này coi như xóa bỏ. Tiên Vân Chân chịu đựng kiếm ý của Lâm Nhất xâm nhập, có cảm giác vô cùng khó chịu, nói đứt quãng. Xóa bỏ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia đùa cợt, lạnh giọng nói, dừng ở đây. Tha cho ta một mạng, ngại quá, Lâm Mỗ không có ý định xóa bỏ đơn giản như vậy. Đúng là chuyện nực cười. Nói ra tay thì ra tay, nói thăm dò liền thăm dò, giờ đã quỳ trên mặt đất rồi mà còn dám nói bừa rằng tha cho hắn một mạng. Mặt hai tên này đúng là, không phải dày kiểu bình thường. Quả thật nội tình của giới vực cao cấp rất đáng sợ, thế lực đứng đằng sau hai người này không phải chuyện đùa. Nhưng Lâm Nhất đã dám ra tay thì đương nhiên cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi. Ngươi muốn như thế nào? Trần Khung ngẩn ra khi nghe Lâm Nhất nói như vậy, hắn ta trầm giọng nói, cái tên này, chẳng lẽ ngươi không biết ở trên thiên lộ này, một người chống đối với một giới vực cao cấp có hậu quả như thế nào à? Giết ta, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Mặt Tiên Vân Chân vặn vẹo, nói một cách điên cuồng. Nụ cười lạnh lùng trên mặt Lâm Nhất vừa thu lại thì kiếm ý thông linh bất diệt bỗng chốc bùng nổ, hai người kia lập tức bị đánh văng ra ngoài, miệng tràn ra máu tươi. Ầm ầm, giữa thiên địa, kiếm ý nổ vang như sấm rền, kiếm uy thương long khủng bố thúc đẩy lực phong lôi, hằng hà tia chớp rạch nát khoảng trời này. Lâm Nhất tiến lên một bước, hắn hệt như một ngọn núi được đúc thành từ kiếm ý, khiến mặt đất rung lắc dữ dội. Tiên Vân Chân và Trần Khung rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đối mặt với uy áp kiếm bực này thì với bọn họ, ngay cả việc nhúc nhích cũng hết sức khó khăn. Đáng chết, kiếm ý này quá mạnh mẽ. Ánh mắt hai người lộ vẻ kinh hãi, bọn họ vô cùng hoảng sợ khi phát hiện ngay cả máu đang lưu thông trong người dường như cũng đã bị khống chế. Sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương. Trong một khoảnh khắc, tim hai người dường như ngừng đập. Có cảm giác đang đứng trước quỷ môn quan, chưa bao giờ tử vong đổ ập đến một cách chân thật như vậy. Lâm Nhất sầm mặt, lạnh lùng nói, có phải hai người các ngươi vẫn chưa rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình không? Lúc này, các ngươi không có quyền lên tiếng. Muốn sống, đơn giản thôi, mỗi người giao ra 200 vạn đan tinh nguyên, mặt khác, đưa ra một món trọng bảo mà bản thân đã vơ vét được trong di tích Long Thành. Kiếm trong tay ta không quan tâm đến việc các ngươi xuất thân từ giới vực gì đâu. Ở câu cuối cùng, giọng Lâm Nhất bỗng trở nên cực kỳ lạnh giá, gần như nhấn mạnh từng chữ một. Từng chữ chu tâm,
mang theo sát ý lạnh băng, khiến mỗi con chữ đều tản ra khí lạnh, không rét mà run. Vùng trời đất này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng làm lòng người thảng thốt. Võ giả của các đại giới vực tại Nhật Diệu Chi Địa đều há hốc mồm, có hơi nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không. Lâm Nhất, một võ giả đến từ huyền hoàng giới, vậy mà lại dám vơ vét tài sản của nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp. Đây quả thật là chuyện khó mà tin nổi, nhưng giờ nó lại thật sự đang diễn ra trước mặt mọi người. Lâm Nhất không chỉ phá vỡ thần thoại vô địch của giới vực cao cấp, mà còn đem bọn họ dẫm dưới chân, bị vơ vét tài sản như vậy có thể nói là cực kỳ nhục nhã. Cho đến bây giờ, chỉ có giới vực cao cấp mới dám đại sát tứ phương, vơ vét của người Nhật Diệu Chi Địa. Hiện tại, lật trời rồi. Ôi trời ơi, ta có nghe lầm không? Hắn muốn nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp dùng bảo vật để mua mạng ư? Quá khoa trương. 200 vạn viên đan tinh nguyên kèm theo một món trọng bảo đã vơ vét được trong di tích Long Thành, ta không nghe lầm đấy chứ. Tĩnh lặng qua đi, bầu không khí chợt bùng nổ. Vô số tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Sắc mặt Trần Khung và Tiên Vân Chân xám xịt, sự kinh ngạc trong mắt bọn họ không hề thua kém người ngoài là bao, thậm chí chính bọn họ cũng hoài nghi không biết bản thân có nghe lầm không. Hay thật, chẳng lẽ ta nói chưa rõ à? Đáng tiếc. Ta không có thói quen lặp lại lời của mình, nếu không muốn thì chớ trách Lâm Mỗ ngoan độc. Lâm Nhất híp mắt nhìn, thờ ơ nói. Trần Khung bừng tỉnh đầu tiên, lớn tiếng nói, ta giao, ta giao. Nói xong, hắn ta cũng mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Tiên Vân Chân, vội lấy ra 200 vạn viên đan tinh nguyên tử trong túi. Ngựa huyết long cười khoái chí, nó mặc kệ sắc mặt đau đớn của tên kia, nhanh tay thu hết vào túi trữ vật. Bấy nhiêu, còn chưa đủ, Lâm Nhất thản nhiên nói. Trần Khung biến sắc, tuy số lượng đan tinh nguyên này rất lớn, nhưng suy cho cùng đều do hắn ta cướp được từ trên tay kẻ khác, nên sẽ không cảm thấy đau xót quá mức. Tuy nhiên, bảo bối trong di tích Long Thành là do hắn ta vất vả khổ sở, bất chấp nguy hiểm mới đạt được đấy. Nhưng hiện tại, không phải do hắn ta quyết. Trần Khung hít sâu một hơi, lấy ra một cái hộp gấm. Bên trong đặt một viên đan dược, trầm giọng nói, huyền sư vượt trên tứ phẩm được gọi là thánh huyền sư, dù là ở giới vực cao cấp thì số lượng thánh huyền sư cũng ít đến đáng thương, lại nói, chỉ có thánh huyền sư mới có thể luyện chế được thánh đan, đây là một viên thánh đan, ta cảm thấy có lẽ ngươi sẽ hài lòng. Ngựa huyết long kéo hộp gấm đến, mở ra rồi cuốn thánh đan vào miệng trực tiếp nhai. Khóe miệng Trần Khung lập tức run rẩy, trong lòng thầm ước chế muốn chết. Thánh đan mà mình vất vả lắm mới tìm được lại bị con long miêu kia thuận miệng ăn. Tạm biệt. Trần Khung liếc Lâm Nhất, thấy đối phương không định ngăn cản bèn lập tức xoay người rời đi chẳng dám ở lâu. Chuyện hôm nay quá chật vật, mai sau chắc chắn sẽ bị coi như trò hề. Tiên Vân Chân mặt mày xám ngoét, nghiến răng lấy ra 200 vạn đan tinh nguyên, còn phải lấy ra một viện thánh đan 3 sao. Ngựa huyết long vẫn không chút do dự. Nuốt luôn viên thánh đan 3 sao kia. Tiên Vân Chân tức muốn hộc máu, lại là con long miêu kia. Con thú này đầu tiên là phá cửa lầu bảo tàng, khiến mình mất mặt, lại dọn sách hết bảo vật bên trong. Ngay cả một sợi lông cũng không để lại. Trước mắt, nó nuốt một viên thánh đan xong còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ giống như ăn trái cây. Tiên Vân Chân dằn cơn tức xuống, nhìn Lâm Nhất nói, rốt cuộc ngươi vẫn còn chút lý trí. Giết rồi thì ta và vạn mang giới sẽ không chết không ngừng. Nhưng, ân oán riêng giữa ta và ngươi chắc chắn sẽ không cứ thể bỏ qua. Hôm nay, ngươi thả ta thì mai sau nhất định sẽ hối hận. Hắn ta trái lại khá ngay thẳng, vẫn chưa giấu sự oán hận trong lòng. Lâm Nhất hờ hững, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi vẫn chưa thật sự đụng vào ranh giới của ta, giết hay không chỉ là một suy nghĩ của ta mà thôi. Ngươi vẫn nên quý trọng cái mạng vừa nhặt về được đi. Nếu ta dám thả ngươi đi thì đương nhiên có lý do của nó. Nói thật, giờ ta muốn giết ngươi thì chỉ cần một kiếm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tiên Vân Chân hoàn toàn không tin, lạnh lùng liếc Lâm Nhất một cái rồi xoay người rời đi. Lâm Nhất cong môi, không biết gì mãi mãi là đáng sợ nhất. Trước mắt. Lâm Nhất muốn giết hắn ta thì chỉ cần một kiếm cũng không phải là khoác lác. Trảm thiên tam kiếm, mỗi một kiếm đều là sát chiêu mạnh nhất của hắn,
Nói là một kiếm, nhưng bên trong cũng không chỉ là một kiếm đơn giản như vậy. Đằng xa, vô số ánh mắt đổ dồn đến nhìn Lâm Nhất với ánh mắt vô cùng khó tin. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì những người kia lập tức vội vàng quay đi, nhanh chóng chạy xa. Một kẻ mà ngay cả giới vực cấp cao cũng dám vơ vét, muốn dùng họ chút giận thì cũng đừng nghĩ chạy. Chắc chắn rằng sau ngày hôm nay, danh tiếng của Lâm Nhất sẽ lan rộng trong di tích Long Thành. Người của giới vực cấp cao bị người giới vực cấp thấp vơ vét tài sản, chuyện đó vẫn là lần đầu tiên xảy ra ở khu vực Thương Long. Lâm Nhất nhìn đám người kia rời đi, cũng mặc kệ họ, vừa hay có thể yên tĩnh hơn. 400 vạn đan tinh nguyên cộng thêm võ kỹ tạo hóa mà mình để lại trước đó chắc cũng đủ đám Phương Thiếu Vũ vượt qua kiếp thiên phách. Chỉ tiếc hai viên thánh đan, còn chưa nhìn kỹ trông thế nào đã bị con ngựa ngốc này ăn. Đương nhiên là Lâm Nhất vơ vét đan tinh nguyên cũng không phải cho mình dùng. Giờ, hắn đã có đan tinh thần càng tốt hơn nên hoàn toàn chướng mắt nó. Linh khí phát ra từ trong đan tinh nguyên còn chẳng thể so sánh nổi với đan tinh thần. Chúng hoàn toàn giống như một đám mây trên trời với một đống bùn dưới đất, chênh lệch lớn đến mức không cách nào so sánh nổi. Lâm Nhất vẫy tay gọi ngựa huyết long đến, chuẩn bị kiểm kê một lượt kết quả gặt hái được trong lầu bảo tàng lần này. Hắn cầm lấy con dao găm màu đen trong móng vuốt của nó trước, dao găm trông giống như một thanh đoản kiếm, thân kiếm đen thui như mực, có khả năng nuốt sạch mọi ánh sáng vào. Nhìn kỹ thì ngay cả linh hồn cũng muốn bị hút vào, cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên là đạo binh. Song vẫn có sự chênh lệch với bảo binh táng hoa. Lâm Nhất nhìn thấy chữ cổ trên chuôi kiếm thì khẽ lẩm bẩm, đao hư ẩn. Vụt. Khi Lâm Nhất cầm lấy chuôi kiếm thì lập tức cảm giác được khí huyết của mình bị hút đi rất nhiều, cơ thể cũng trở nên như ẩn như hiện. Thoáng chốc thế mà lại biến mất trong khoảng không gian này. Hắn đi qua đi lại mấy bước, cơ thể nhoáng lên giống như là đang xuyên qua giữa hư ảo và thế giới thật. Những chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, khí huyết đã như con đập vỡ đê, bị ngốn mất 1/3. Làm Lâm Nhất sợ tới mức vội thả ra, cơ thể hiện lên, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, một sự mệt mỏi cùng cực ập đến, cả người hắn cũng trở nên suy yếu hơn bao giờ hết. Thật là đáng sợ. Lâm Nhất lập tức không có dám hứng thú với nó nữa, tuy loại đạo binh ấy vô cùng huyền diệu, nhưng cũng không có võ kỹ tu luyện thích hợp. Cũng chỉ có dị thú như ngựa huyết long mới có thể khẽ vung vẩy một cái, cơ thể mạnh mẽ như hắn cũng không cầm được lâu. Ngựa huyết long nhận lấy đao hư ẩn từ trong tay Lâm Nhất, mặt mày lộ vẻ mừng rỡ, có thể thấy được nó rất hài lòng với con dao găm kia. Yên tâm, không cướp của ngươi đâu. Lâm Nhất thấy thế, khẽ cười nói. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm kê những bảo vật khác. Đầu tiên là đếm đan tinh thần kỹ một lượt. Có khoảng 1.8 vạn viên, còn nhiều hơn gấp đôi so với con số dự đoán ban đầu của Lâm Nhất. Ngay sau đó là võ học tạo hóa cao cấp cấp đế giả, thập huyền bộ trong cuốn thiên phách của Trục Nhật Thần Quyết. Đây là thân pháp khiến Lâm Nhất khá thích thú. Tuy trong ngọc giản ghi lại cần đến thiên phách tầng 2 mới tu luyện được, nhưng trước đó Lâm Nhất tu luyện thất huyền bộ cũng là một phần của Trục Nhật Thần Quyết nên chưa chắc không thể thử xem. Kế tiếp mới chính là quan trọng nhất. Thiên niên hỏa và các loại rượu ngon long tộc của gia tộc Mạch Thị. Lần này thu hoạch được rất nhiều, vượt ngoài dự đoán của Lâm Nhất. Hắn lại quay đầu nhìn lầu bảo tàng đổ nát kia, trầm ngâm. Đây chỉ mới chỉ là một chi nhánh, rốt cuộc thì trong thời đại thượng cổ huy hoàng kia gia tộc Mạch Thị đã hùng mạnh như thế nào. Không biết giờ trong đại thế Côn Luân, gia tộc Mạch Thị còn tồn tại không? Ngay khi Lâm Nhất đang suy nghĩ thì sâu trong di tích Long Thành bỗng tỏa ra ánh vàng chói mắt, chiếu sáng cả một vùng trời hơn vạn dặm. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, lập tức thay đổi sắc mặt. Trong chỗ sâu trong di tích Long Thành mênh mông rộng lớn, bầu trời xuất hiện dị tượng có kim ô bay lượn, chim lửa thành đàn, có hoa tươi nở rộ, có cây vạn tuế hoa bạc, có thần nhân màu vàng mọc cánh sau lưng. Vô số dị tượng cấu thành một bức ảnh vô cùng to lớn. Có thể có được dị tượng khổng lồ như vậy, ngoài Nhật Diệu Chi Linh ra thì hiển nhiên không còn dị bảo nào khác. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, ánh mắt trời chói chang khiến hắn phải híp mắt lại. Hình như cách hơi xa, nếu không xuất hiện dị tượng thì muốn tìm được Nhật Diệu Chi Linh gần như là nằm mơ giữa ban ngày. May mà,
cuối cùng có xuất hiện dị tượng. Nhật Diệu Chi Linh và Nguyệt Diệu Chi Linh là hai bảo vật mạnh nhất được đặt song song trong bảy tinh Diệu Chi Linh. Tiếc là chúng đều bị phong ấn. Đến sau này, ngoài được coi như là chìa khóa bí mật của Thương Long cấm giới ra thì cũng chẳng ai biết tác dụng của nó. Không thì, những yêu nghiệt của giới vực cấp cao đi đến trong thành hỏa vũ này cũng không chỉ là đám Phong Vô Kỵ hay Mạc Hàn. Lâm Nhất cũng không để ý đến Nhật Diệu Chi Linh cho lắm. Mục đích hắn đến đây chủ yếu là lưu quang kim chản rồi tiện thể tìm kiếm chút bảo bối trong di tích mà thôi. Song lại thu hoạch được hai mục tiêu lớn, xem như đã hoàn thành vượt mức, hơn hẳn dự đoán rồi. Có điều, nếu có cơ hội tranh giành Nhật Diệu Chi Linh thì Lâm Nhất cũng không có lý do gì mà từ bỏ. Tuy nó bị phong ấn, nhưng vẫn có thể suy xét. Lâm Nhất quay đầu đi, trong mắt lập lòe ánh sáng. Dị tượng như thế e rằng sẽ thu hút đám yêu nghiệt của giới vực cấp cao đến. Không vội, uống một ly trước đã. Lâm Nhất cười, hắn cũng không nòng lòng muốn có Nhật Diệu Chi Linh như những người khác. Trước mắt, hắn càng hứng thú với thiên niên hỏa hơn và rượu ngon mà ngay cả Trần Khung và Tiên Vân Chân đều phải kinh ngạc nên lời. Gia tộc Mạch Thị đúng là thần bí ghê. Rượu ngon long tộc đều không có dùng ao hàn ngọc để phong ấn. Trái lại là thiên niên hỏa được gia tộc Mạch Thị lại được cất vị trí quan trọng nhất trong tầng thứ ba. Lâm Nhất lấy bình rượu đựng thiên niên hỏa và cái ly thủy tinh màu tím kia rồi rót cho mình một ly. Học! Sau khi rót đầy, rượu trong ly giống như một đống máu đang bùng cháy, kết hợp với ly thủy tinh lấp lánh ánh sáng tím. Hai màu đỏ như máu hòa quyện với màu tím ngọc cùng hơi rượu mờ mịt thành một bức ảnh mộng ảo. Lâm Nhất nâng ly ngắm nghía. Rượu đỏ tươi như máu, nhưng nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt với máu tươi, sẽ không làm người ta buồn nôn. Mà lại khiến người ta cảm một chút đỏ say lòng người, ma mị ướt át làm người say mê. Mềm mại như dòng nước trong, ma mị như máu tươi. Có điều. Hình như trong rượu còn có thứ khác, trong ly rượu đỏ kia còn lấp lánh ánh vàng. Mùi rượu nồng nặc bay ra, Lâm Nhất khẽ hít một hơi. Mùi rượu thấm vào ruột gan khiến cả người bủn rủn, làm cho người ta không kiềm được nhắm mắt lại, chìm đắm trong nó. Ực! Bầu không khí bị tiếng nuốt niếng liên tục phá hủy, Lâm Nhất mở mắt ra quay đầu lại thì thấy không biết khi nào thì ngựa long huyết đã sắp tới. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh màu tím, chỉ kém chảy nước miếng. Ngươi muốn uống? Lâm Nhất mỉm cười, khẽ hỏi. Ngựa huyết long nghe vậy sửng sốt rồi điên cuồng gật đầu, sợ Lâm Nhất đổi ý còn vươn cặp móng vốt cướp lấy cái ly. Phù! Ngựa huyết long cầm ly rượu, khuôn mặt mèo mập mạp kia nhắm nghiền hai mắt, ngửi mùi rượu, há miệng thỏa mãn thở dài, lộ ra một chữ thích. Nó không chút do dự trực tiếp bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Hừ! Ngay khi nuốt xuống, hai mắt nhắm nghiền bỗng dưng mở, con ngươi như muốn lồi ra, dựng lông. Nom dáng vẻ y như ngươi đang đùa ta đó hả? Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng, trên người ngựa huyết long đã nổi lên một ngọn lửa màu vàng, một khí tức điên cuồng không cách nào diễn tả nổi toát ra từ trên người nó. Dưới khí tức khủng bố đó, ngựa huyết long lập tức không chịu nổi, từ hình mèo biến thành hình ngựa, về với chân thân của nó. Cơ thể khổng lồ lại khỏe khoắn. Cả người tràn ngập vẻ rồng như khoác lên mình một lớp giáp của man thú thượng cổ. Nó há miệng gầm lên, phun ra một ngọn lửa. Mặt đất thoáng chốc đã bị đốt thành một đống than đen, trông cực kỳ đáng sợ. Cộp, cộp. Trong cơ thể nó bắt đầu cuộn trào một sức mạnh kinh người, điên cuồng đâm lung tung khiến nó nhảy lên nhảy xuống chấn động cả mặt đất. Vèo. Cánh rồng trên lưng xải ra, ngựa huyết long thật sự không nhịn nổi cơn bức bối ấy. Nhanh chóng lao đi. Có điều, khi tiêu hóa xong sức mạnh kia thì chắc nó sẽ thăng lên thiên phách. Đến lúc đó, thực lực cũng càng mạnh hơn một bậc. Xong, đây chỉ mới là tác dụng của một ly rượu thôi đó. Có khoa trương như thế không vậy? Khóe miệng Lâm Nhất run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lát sau, Lâm Nhất bình tĩnh lại, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm, xem ra, rượu này có chút kỳ lạ. Trước đó, hắn cũng có phát hiện nhưng chưa chắc chắn, thấy ngựa huyết long muốn uống, vừa hay dùng nó làm thí nghiệm. Chỉ có thể nói, may mà ngựa huyết long tranh với hắn,
không thì với cơ thể của Lâm Nhất, dù chiếm được chỗ tốt thì e rằng cũng sẽ bị tra tấn chết đi sống lại. Chưa biết chừng, tóc tai lông mày gì đó cũng bị đốt rụi. Lâm Nhất lại rót cho mình một lý, nâng ly rượu thủy tinh màu tím lên, lắc lắc ly rượu trong tay như suy nghĩ gì đó. Một lát sau, dòng rượu đỏ như máu nổi lên đôi chút ánh vàng. Nó giống như bọt khí nổi lên, thoáng chốc đã tràn đầy ly rượu. Ngay khi Lâm Nhất kinh ngạc khó hiểu, một ngọn lửa màu vàng tỏa ra trong ly rượu rồi hóa thành một con kim ô tỏa sáng lấp lánh. Nó bay xung quanh Lâm Nhất một vòng mới chậm rãi biến mất, giống y như dị tượng mà hắn thấy trong ao Hàn Ngọc ở lầu bảo tàng. Thì ra là thế. Nếu ngọn lửa bên trong chưa biến mất sẽ có chút chật vật y như ngựa huyết long ban nãy. Xong, nó da dày thịt béo, chắc cũng không có vấn đề gì. Chắc là, sẽ không sao nhỉ. Cũng may đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Nhất lừa ngựa huyết long nên có hơi chần chờ một chút rồi không thèm suy nghĩ nữa. Uống rượu trước. Lâm Nhất vẫn muốn biết cái được gọi là thiên niên hỏa còn quý hơn rượu ngon long tộc rốt cuộc có vị gì. Đặt chén rượu bên môi, Lâm Nhất uống cạn. So với tên gọi thiên niên hỏa, rượu này uống vào cực kỳ lạnh, cảm giác lạnh buốt lập tức lan ra khắp người. Từ trong ra ngoài, cả cơ thể đều như rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh lẽo tột độ này kích thích cơ thể Lâm Nhất run rẩy. Quá lạnh. Đến mức khiến người ta quên mất mùi rượu, nhưng khi Lâm Nhất sắp quên mất, hậu kình của thiên niên hỏa lại dần dần thấm vào. Mùi thơm nghìn năm bất tán, tử kinh nghìn năm bất diệt như một ngọn lửa êm dịu chậm rãi di chuyển trong cơ thể. Từ xương máu lục phủ ngũ tạng, từ trong ra ngoài, thấm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào trong cơ thể. Ngọn lửa này không nhanh không chậm, từ từ loại bỏ âm hàn trên người, mùi rượu mê say khiến người ta cảm thấy kích thích không gì sánh bằng. Đây là một cách hưởng thụ có thể gọi là tuyệt đỉnh, Lâm Nhất thoải mái dựa vào tảng đá, nhắm mắt lại. Tay phải cầm chén rượu lưu ly tử tinh lắc lư. Băng và hỏa đối đầu với nhau, vào khoảnh khắc này, dường như thời gian trôi qua vô cùng chậm. Đợi đến khi khí lạnh bị loại bỏ hoàn toàn, ngọn lửa kia chiếm cứ toàn thân là lúc hắn cảm thấy sung sướng nhất. Lửa cháy hừng hực cùng với cảm giác sau khi rượu ngon vào bụng hoàn toàn bùng nổ, Lâm Nhất chỉ cảm thấy sảng khoái, quả nhiên chén rượu này hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm nào. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, khí hải ở vùng tử phủ trong cơ thể Lâm Nhất lặng lẽ mở rộng ra gần gấp đôi. Vùng khí hải đã đạt chu vi nghìn trượng khá khoa trương lại đạt tới mức gần 2.000 trượng, thần thụ thanh tiêu ở trung tâm khí hải xanh tươi, làm nổi bật nên cánh hoa tử diên rực rỡ như ánh sao. Thiên niên chi hỏa, danh xứng với thực. Lâm Nhất mở mắt ra, không thể không nói một câu. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn ánh vệt hồng say lòng người. Trông có vẻ cực kỳ yêu dị dưới ánh mặt trời. Sau khi kiểm tra khí hải bành trướng ở vùng tử phủ, Lâm Nhất kinh ngạc, mới uống một chén rượu mà đã đạt thiên phách đại thành. Thật không thể tin nổi, tuy khoảnh khắc vừa rồi có cảm giác rất dài, nhưng chung quy cũng chỉ là thời gian uống một chén rượu. Không ngờ tu vi lại thăng lên thiên phách đại thành, nếu tiếp tục thăng cấp lên thiên phách viên mãn thì hắn sẽ có tư cách độ kiếp thiên phách tầng thứ nhất. Rượu này thật huyền diệu, không biết là do ai tạo ra. Lâm Nhất lẩm bẩm, cảm thấy thật khó tin, nhưng tu vi của hắn không hề có dấu hiệu căn cơ bị lỏng, ngược lại cực kỳ vững chắc. Đương nhiên có thể khẳng định rằng chỉ lần đầu uống mới có kỳ hiệu này, những lần tiếp theo hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều. Nếu gia tộc Mạch Thị có truyền nhân còn ở Đại Thế Côn Luân thì sau này phải cảm ơn mới được. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, bước đi lảo đảo. Chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ suýt ngã xuống. Hậu kinh lớn thật. Lâm Nhất cảm thán một câu, nếu không phải do bây giờ có việc, giờ phút này say khướt mới là thú vui của cuộc sống. Hậu kinh của thiên niên hỏa quá lớn, sau khi đi thử vài bước, Lâm Nhất không thể không dùng kiếm ý để kiềm chế nó lại. Di tích Long Thành rộng lớn. Khi Lâm Nhất uống rượu, cả di tích trở nên sôi trào. Tất cả võ giả dù đang ở đâu đều nhìn thấy dị tượng ở nơi sâu trong di tích. Cuối cùng dị tượng của Nhật Diệu Chi Linh cũng xuất hiện, thật hùng vĩ. Dị tượng này hơi đáng sợ, đáng tiếc, nếu Nhật Diệu Chi Linh không bị phong ấn, không dám tưởng tượng sẽ khủng khiếp cỡ nào. Đi, qua đó xem sao,
dù không giành được Nhật Diệu Chi Linh thì có lẽ nơi sinh ra địa bảo thiên tài này cũng xa hơn những nơi khác. Đi đi đi. Trong lúc nhất thời, võ giả ở các nơi đều nhanh chóng tiến về nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra. Di tích Long Thành. Dù đang ở đâu, khi nhìn thấy dị tượng do Nhật Diệu Chi Linh tạo ra, tất cả võ giả đều tỏ ra phấn khích. Trong một vũng đầm lầy ẩm ướt, Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt đang lau máu trên lưỡi đao với vẻ mặt không cảm xúc, máu chảy thành sông, thi thể chất đống trên mặt đất. Ở phía xa xa có một điểm đen đang cầm quả dị quả hoảng hốt rời đi. Nhưng tên yêu nghiệt của giới vực cấp cao xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long này không hề nóng vội, hắn ta vẫn nhàn nhã ngồi lau lưỡi đao. Thanh đạo binh hạ phẩm có tên là U Huyền này là chỗ dựa lớn để hắn ta tung hoành ở khu vực Thương Long, có thể có được đạo binh hạ phẩm đã chứng minh thực lực của hắn ta. Trên con đường thông thiên này, giữ trọng bảo trong tay mà không đủ thực lực thì đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần. Hắn ta chậm rãi lau đao như thể dù bóng đen kia chạy tới đâu cũng không thể thoát khỏi lưỡi đao của hắn ta. Nhưng bỗng nhiên động tác lau lưỡi đao của Phong Vô Kỵ dừng lại. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong di tích Long Thành, nơi xuất hiện dị tượng do Nhật Diệu Chi Linh tạo ra. Cuối cùng Nhật Diệu Chi Linh cũng xuất hiện. Phong Vô Kỵ sửng sốt một lúc, vẻ phấn khích chợt lộ ra trong mắt, di tích Long Thành này thực sự rất nhàm chán. Hầu như chỉ nghiêng về một phe tàn sát, diện tích nơi đây lại rất rộng, muốn tìm đám người giới vực cấp cao để luyện tập cũng không thể gặp được. Mạc Hàn, Trần An, Thạch Phong. Chắc các ngươi cũng nhìn thấy rồi, đừng làm ta chán. Nếu lấy được Nhật Diệu Chi Linh một cách đơn giản thì không thú vị chút nào. Nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng thất thường của Phong Vô Kỵ, hắn ta cười nhe răng nanh như một con thú dữ trong bầy thú dữ. Ặc, hình như hắn ta quên mất có một con kiến hôi đang bỏ chạy. Phong Vô Kỵ cất đao vào vỏ mới nhớ ra mình giết nhiều người vì một món địa bảo thiên tài tên là quả huyết dương. Nó được coi là một loại linh dược mấy nghìn năm tuổi rất tốt. Bỏ đi, cho ngươi sống thêm một thời gian đấy. Phong Vô Kỵ hờ hững nhìn về nơi xa, sát ý chợt thoáng qua trong mắt rồi biến mất, hắn ta không có thói quen rút đao sau khi đã cất đao. Phù, phù. Bóng đen kia chạy thật xa, sau khi cảm nhận được sát ý nhằm vào mình đã biến mất vẫn không dám thả lỏng. Người nọ chạy khoảng hơn nửa canh giờ nữa mới tháo mặt nạ xuống. Thở hổn hển. Nếu Lâm Nhất ở đây sẽ không xa lạ gì với người này. Đây chính là Liễu Vân, bạn đồng hành của hắn, nhân tài kiệt xuất vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý thông linh của Hiên Vân giới. Phong Vô Kỵ thật đáng sợ, yêu nghiệt của giới vực cấp cao thật đáng sợ, họ còn mạnh hơn nhân tài kiệt xuất của những giới vực cấp cao khác gấp bội lần. Lưng Liễu Vân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhớ lại hình ảnh đối phương tàn sát tứ phía vẫn còn thấy sợ. Cảm giác như lần này đã nhặt về được một cái mạng. Nhưng khi nhìn về phía quả dị quả trong lòng bàn tay mình, vẻ khao khát lập tức lộ ra trong mắt Liễu Vân. Quả huyết dương. Quả huyết dương 3.000 năm, loại dị quả tuổi này rất khó tìm được ở hạ giới, chỉ khi nào ở không gian con đường thông thiên này hắn ta mới có cơ hội tìm được. Phong Vô Kỵ thì sao, xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long thì sao, quả huyết dương này vẫn bị ta cướp đấy thôi. Cướp được quả huyết dương từ tay một nhân vật tàn nhẫn như Phong Vô Kỵ, trong lòng Liễu Vân rất có cảm giác thành tựu, sau khi cất kỹ, hắn ta tự lẩm bẩm, chắc hắn ta không nhìn thấy mặt mình đâu, Nhật Diệu Chi Linh đã sinh ra, tập hợp với sư huynh trước đã, vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm cơ duyên khác. Trong một lầu các đổ nát khác, Mạc Hàn của giới vực Hắc Sa đang hào hứng đếm lại những gì mình thu hoạch được. Trong di tích Thành Hỏa Vũ có rất nhiều bảo bối, ngay cả yêu nghiệt đến từ giới vực cấp cao như hắn ta cũng dao động. Lần này đi xa coi như thu hoạch không nhỏ, rất xứng đáng. Phong thái của hắn ta không hề giảm, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn, toát ra khí chất lạnh như băng, chỉ nhìn từ xa thôi đã cảm thấy không được tự nhiên, chỉ một ánh mắt đã đủ để mang lại áp lực thật lớn cho người khác. Cùng là một trong 10 yêu nghiệt đứng đầu bảng Thương Long. Thực lực của hắn ta không hề thua kém Phong Vô Kỵ. Khi dị tượng Nhật Diệu Chi Linh sinh ra xuất hiện, Mạc Hàn khẽ nheo mắt, trong mắt có tia sáng lóe qua. Xuất hiện rồi à, cứ tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa. Mạc Hàn cau mày, hắn ta khác với Phong Vô Kỵ,
không có hứng thú gì lớn với Nhật Diệu Chi Linh, ngược lại quan tâm việc tìm được những bảo vật khác trong di tích Long Thành hơn. Tiếc rằng hắn ta đi chuyến này theo lời căn dặn của Đại sư huynh giới vực Hắc Sa, yêu cầu hắn ta phải lấy được Nhật Diệu Chi Linh để chuẩn bị cho kế hoạch tuyển chọn. Tuy bảo vật tốt nhưng Nhật Diệu Chi Linh vẫn quan trọng hơn, chắc hẳn gần sát xung quanh Nhật Diệu Chi Linh cũng sẽ có một số địa bảo thiên tài. Mạc Hàn cười nhếch mép, rất nhanh đã từ bỏ ý định ban đầu của mình. Vèo. Dứt lời, hắn ta cầm lấy thanh trường kích bên cạnh rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trên một cồn cát chập trùng, hai bóng người khác biệt nhau đang đứng song song nhau nhìn dị tượng ở nơi sâu trong di tích. Một người gầy như que củi, hốc mắt trũng sâu, đeo thanh kiếm cổ thon dài. Người còn lại cao to vạm vỡ, mặt to miệng rộng, mắt bắn ra tia sáng như rắn độc. Đó chính là Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân, cả hai đều là một trong 10 yêu nghiệt đứng đầu bảng Thương Long và đều có đạo binh. Nếu xét riêng mỗi người, danh tiếng và thực lực đều yếu hơn Mạc Hàn và Phong Vô Kỵ rất nhiều, nhưng nếu hai người hợp lực thì tỷ lệ thắng là 5 năm, thậm chí còn cao hơn một chút. Họ coi trời bằng vung, thực lực mạnh mẽ, đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện, trên mặt luôn là vẻ kiêu ngạo, thậm chí còn không để rất nhiều nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao vào mắt. Ngoại trừ Mạc Hàn và Phong Vô Kỵ, những người khác không cần để vào mắt. Nhưng hai người này vẫn khó đối phó nhất. Thạch Phong với thân hình gầy gò đeo kiếm cổ, khẽ thở dài, để lấy được Nhật Diệu Chi Linh thật khó. Trần An cười nhẹ, dù sao cũng là một trong số những chiếc chìa khóa để mở Thương Long cấm giới, sao có thể dễ dàng như vậy, hai người chúng ta hợp lực thì tỷ lệ thắng vẫn cao hơn họ một chút. Nói đúng lắm, ngày thường hai người này đều rất ngông cuồng, lần này gặp phải dạy cho họ một bài học mới được. Hàn ý chợt thoáng qua trong mắt Thạch Phong, hắn ta thâm động nói. Trong 10 người đứng đầu bảng Thương Long, ngoài điểm chung là đều đến từ giới vực tương đồng. Quan hệ giữa họ với nhau đều vô cùng ác liệt. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của nhau, để được lên hạng trên bảng Thương Long thì cần phải đánh bại hoặc giết chết đối phương mới được. Đi! Hai người nói chuyện một lúc rồi lao nhanh về phía sâu trong di tích. Cùng lúc đó, nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao và võ giả đến từ giới vực cấp trung của Nhật Diệu Chi Địa khác cũng đang liều mạng chạy về phía khu vực này. Có thể tưởng tượng không bao lâu nữa, nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra nhất định sẽ hội tụ quần hùng. Tất cả nhân tài kiệt xuất của Nhật Diệu Chi Địa đến thì không nói, yêu nghiệt và nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao cũng sẽ không có ai vắng mặt. Một trận chiến tàn khốc về Nhật Diệu Chi Linh chắc chắn sẽ diễn ra. Kể cả các võ giả không quan tâm Nhật Diệu Chi Linh, chỉ muốn tìm bảo vật ở gần đó cũng sẽ đối mặt với một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Còn Lâm Nhất thì không sốt ruột lắm. Sau khi dùng kiếm ý để kiềm chế hậu kình của thiên nhiên hỏa, hắn ung dung đi về phía trước. Hắn còn cách nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra khá xa, dù cố hết sức chạy tới cũng phải mất nửa ngày, với lại không đủ thực lực mà đi quá nhanh thì cũng không khác gì tự tìm đường chết. Lúc này trong di tích Long Thành, các phe tập trung, bóng người lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người lướt nhanh qua từ bên cạnh. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất xuất hiện trên một ngọn đồi. Ngẩng đầu nhìn qua, nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra không còn quá xa, mơ hồ có thể cảm ứng được năng lượng thuộc tính hỏa sôi trào mãnh liệt từ bên dưới dị tượng kinh khủng ấy. Trên mảnh đất trống ở phía trước ngọn đồi đang diễn ra một trận chiến tàn khốc. Hai nhân tài kiệt xuất đến từ giới vực cấp trung thuộc Nhật Diệu Chi Địa đang hợp sức bao vây tấn công một người, thực lực của ba người cũng không tệ. Đều đạt tới tu vi thiên phách nhất trùng thiên, lúc này đang là thời điểm then chốt, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lâm Nhất đã nhìn thấy hình ảnh tương tự quá nhiều trong di tích thành Hỏa Vũ, hầu như hắn đều mặc kệ. Nhưng lúc này hắn muốn mặc kệ cũng hơi khó. Thanh niên bị vây công là Trần Huyền của Hiên Vân Giới, hai người còn lại cũng không xa lạ, là Bùi Vũ và Lãnh Nhạc của thành Lưu Quang. Hắn nhớ lúc ở dãy núi Hỏa Vũ. Bùi Vũ và Trần Huyền từng đấu với nhau một chiêu, Trần Huyền mạnh hơn một chút. Nhưng khi đó hắn ta cũng đã nói rõ, chỉ đấu một chiêu thôi, nếu ra tay thật thì khó nói trước được thắng bại. Chỉ một mình Bùi Vũ đã đủ nhức đầu, nay lại thêm Lãnh Nhạc cũng có cảnh giới thiên phách nhất trùng thiên, đương nhiên Trần Huyền không phải đối thủ.
Lúc này Trần Huyền đã bị thương rất nặng, dưới sự vây công thành thạo của đối phương, ngay cả cơ hội tìm sơ hở để bỏ chạy hắn ta cũng không có. Dù sao cũng được coi là đồng đội, Lâm Nhất không có lý do nào không ra tay. Trần Huyền, lúc trước ở dãy núi Hỏa Vũ ngươi ngông cuồng lắm cơ mà. Lúc trước Bùi Vũ thua nửa chiêu nên đã nén giận trong lòng, bây giờ có thể khiến đối phương không thể đánh trả, tất nhiên gã ta sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo. Thú vị lắm sao, chỉ vì một miếng ngọc giản võ học tạo hóa bình thường mà lại hợp sức đánh lén ta. Trần Huyền lạnh giọng mắng, sắc mặt u ám. Hai tên khốn này thật vô sỉ, hợp sức đánh hắn ta thì cũng thôi, bây giờ còn có mặt mũi cười nhạo hắn ta. Nếu không phải bị đánh lén, dù hai người hợp sức với nhau, hắn ta vẫn có thể rời đi dễ dàng. Chẳng qua bây giờ hơi rắc rối, chết tiệt. Phụt. Trong lúc nói chuyện, Trần Huyền bị đâm một nhát kiếm ngay ngực, máu phun ra, hắn ta văng ra xa. Xin lỗi nhé, ta cảm thấy thú vị lắm, ha ha ha. Bùi Vũ đánh trúng, vẻ dữ tợn thoáng qua trong mắt, cười như điên. Đừng nói nhảm, giết hắn ta nhanh lên, chúng ta còn phải đi đến nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra nữa. Lãnh Nhạc ở bên cạnh lại rất lạnh lùng, khi Bùi Vũ đánh bay đối phương. Gã ta đấm một quyền về phía ngực Trần Huyền. Nếu bị trúng quyền này, Trần Huyền nhất định sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, Lâm Nhất hạ xuống từ trên trời như một lưỡi kiếm sắc bén, đưa tay ra đỡ lấy một quyền này. Phụt! Lãnh Nhạc không kịp đề phòng, khóe miệng chảy máu, bị đánh văng ngay tại chỗ. Gã ta ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy mặt Lâm Nhất thì lập tức giật nảy mình, Bùi Vũ biến sắc vội vàng chạy lại gần gã ta. Lâm Nhất. Trần Huyền đứng dậy nhìn đối phương với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu với hắn ta. Nếu hắn ta không nhìn lầm, vừa rồi Lâm Nhất chỉ dùng một quyền đã đánh cho Lãnh Nhạc cảnh giới thiên phách nhất trùng thiên phải lùi lại. Đợi đến khi hoàn hồn nhìn lại mới phát hiện Lâm Nhất đã thăng cấp lên thiên phách, vẻ mừng rỡ chợt lộ ra trong mắt hắn ta. Lần này hắn ta đã được cứu rồi. Lâm Nhất, huynh đi trước đi. Hai người này rất khó đối phó, khi nào tập hợp với những người khác ở thành Lôi Hỏa rồi tìm họ tính sổ sau. Trần Huyền vẫn còn khá bình tĩnh, lúc này có thêm Lâm Nhất, hai người muốn đi thì có lẽ sẽ dễ dàng thôi. Nhưng để đánh bại đối phương, độ khó còn quá lớn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tưởng dễ vậy sao? Không ai được đi cả. Lãnh Nhạc lau máu trên khóe miệng. Sau khi thấy Lâm Nhất chỉ mới có tu vi thiên phách, sát ý lập tức phun trào trong mắt. Không ai được đi, Lâm Nhất lạnh nhạt tiếp lời, thật trùng hợp, tại hạ cũng có ý nghĩ tương tự, hai người các ngươi chôn tại đây vẫn tốt hơn, đừng hòng đi tới nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra. Trong lúc nói chuyện, mắt Lâm Nhất bắn ra một tia sáng lạnh, trên mặt tràn đầy sắc bén. Hắn cũng muốn thử một lần xem sau khi uống một chén rượu thiên niên hỏa. Rốt cuộc hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới mức độ nào? Trần Huyền thấy chiến ý trên người Lâm Nhất càng mạnh mẽ hơn thì lập tức run sợ trong lòng, tiêu rồi. Lâm Nhất có chút khinh địch quá, đừng nói lấy một địch hai, dù một chọi một thì gặp phải Lãnh Nhạc và Bùi Vũ cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Đối phương chính là cao thủ vượt qua được kiếp thiên phách đó, dù giờ Lâm Nhất đã thăng lên thiên phách nhưng vẫn có sự chênh lệch rõ ràng về cảnh giới. Lần này thì nguy thật rồi. Chết đến nơi rồi còn dám to mồm, tên nhóc nhà ngươi đúng là ngông cuồng đó. Ta đây muốn xem thử tên nhóc nhà ngươi còn có thủ đoạn gì nữa mà dám hống hách như vậy. Hai người Bùi Vũ không ngừng cười khẩy, câu nói có hơi bá đạo của Lâm Nhất khiến ánh mắt họ toát ra vẻ bỡn cợt. Chẳng qua chỉ mới thăng cấp lên thiên phách đã ăn nói ngông cuồng như vậy, muốn hai người họ chôn thây nơi đây thì cũng hơi bị to mồm rồi đó. Cả hai đều thôi thúc khí hải đến cực hạn, dùng một khí thế vô cùng khủng bố xông về phía Lâm Nhất. Ong, ong. Vẻ sắc bén tung hoành ngang dọc trong mắt Lâm Nhất, táng hoa trong hộp kiếm trên lưng hắn điên cuồng chấn động, nó đã cất trong hộp lâu lắm nên khao khát có một trận chiến. Lâm Nhất cũng hơi kinh ngạc trước chiến ý mà táng hoa tỏa ra, nghĩ bụng hai người này cũng không đáng giá ngươi ra khỏi vỏ. Ngay cả khi đánh nhau với Trần Khung và Tiên Vân Chân của giới vực cấp cao thì táng hoa cũng không ra khỏi vỏ. Huống chi là mấy con chó con mèo này. Thôi,
dù gì trong lúc thăng lên đạo binh cũng cần phải uống máu. Dù sao cũng chẳng qua chỉ là một kiếm, chỉ thoáng chốc, trong lòng Lâm Nhất đã có quyết định. Ha ha ha, tên nhóc nhà ngươi sợ ngu người rồi hả? Chưa thấy thiên phách nhất trọng thiên đáng sợ đến mức nào đúng không? Có điều, giờ muốn chạy cũng muộn rồi. Bùi Vũ và Lãnh Nhạc thấy mình đánh đến trước mặt rồi mà Lâm Nhất kia vẫn chẳng thèm để ý thì không khỏi toát ra vẻ mặt tàn nhẫn cười như điên. Suy cho cùng chỉ là cảnh giới thiên phách, chưa độ kiếp thì cũng vẫn là con kiến trước mặt hai người họ, sao có thể chịu nổi uy áp do cả hai hợp tác. Cẩn thận! Trần Huyền hoảng sợ, không nhịn được hét lên thất thanh. Nhưng mặt mày Lâm Nhất vẫn không chút cảm xúc, chỉ bước lên trước một bước, vươn tay khẽ vẫy, bộp. Hộp kiếm văng ra, năm ngón tay hắn chộp một cái nắm lấy chiêu kiếm. Ngay khi sát chiêu của hai người sắp hạ xuống thì rút kiếm ra khỏi vỏ. Trảm thiên tam kiếm, kén lôi. Thoáng chốc đã có kiếm quang khủng bố bắn ra từ trong vỏ kiếm, được rót vào chân nguyên, thắp sáng cả một mảnh không gian với hai màu xanh tím. Kiếm thế bàng bạc ập tới, khí thế trên người Bùi Vũ và Lãnh Nhạc giống như một tờ giấy bị chọc thủng một cách hết sức dễ dàng. Con người hai người co rút lại, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, vội vàng thu chiêu điên cuồng lui lại. Kiếm quang vô cùng chói mắt, đợi đến khi Trần Huyền nhìn lại được thì đất trời đã hoàn toàn yên tĩnh. Bùi Vũ và Lãnh Nhạc cũng đã rơi xuống đất. Vẻ mặt hai người đổi tới đổi lui, ánh mắt lập lòe, nhìn vết thương trên người. Một kiếm ban nãy quá kinh khủng, thoáng chốc đã chọc thủng khí thế của hai người khiến họ sợ tới mức không dám làm bừa, vội vàng lùi lại. Một lát sau, cả hai mới đầy mặt kinh ngạc liếc nhìn nhau. Lãnh Nhạc xác định mình vẫn hoàn hảo nguyên vẹn thì không khỏi cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, ta còn tưởng rằng một kiếm của ngươi đáng sợ đến mức nào, làm nữa ngày chỉ là làm màu. Tên nhóc nhà ngươi cũng can đảm đấy, chết đến nơi còn dám dọa chúng ta. Cái trò mèo ấy, cũng chẳng thú vị tí nào. Bùi Vũ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trong mắt rõ ràng có đôi nét kiêng kỵ. Khi gã ta thấy Lâm Nhất chậm rãi đút kiếm vào vỏ thì không khỏi nhìn hắn với vẻ hài hước, lạnh nhạt nói, trận chiến còn chưa kết thúc mà giờ ngươi lại cất kiếm đi. Hay là cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi vậy? Xin lỗi nhé, ngươi đã chết rồi. Ta giết ngươi thì chỉ cần một kiếm. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Lâm Nhất ngưng tụ lại, kiếm tơ trong đầu hai tên kia cũng thoáng chốc tụ lại thành một cái kén sấm sét màu tím. Nhóc con nhà ngươi nói cái gì vậy? Ta thấy ngươi điên rồi thì có. Hai người chợt biến sắc, xong mới nói được một nửa bỗng dưng im bặt. Xoẹt! Táng hoa vào vỏ, chợt nghe ầm một tiếng, đầu hai người bỗng dưng nổ thành một đống xương máu. Trước khi chết, vẫn chưa hiểu được lý do tại sao mình chết. Cái này. Trần Huyền hoảng sợ nhìn mà ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.